nhằm tiếp tục thể hiện sự quan tâm của tổ chức đoàn thanh niên đối với các thanh thiếu niên đặc thù. Ban thường vụ Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức chương trình công tác xã hội Xuân Tân Sửu năm 2021 tại trường giáo dưỡng số 3, huyện Hòa Phạm. Với chủ đề Xuân yêu thương, chương trình gồm những tiết mục văn nghệ có nội dung về Xuân, về tuổi trẻ, đến từ các đơn vị trực thuộc thành đoàn, các em học sinh tại trường còn được xem phim ngắn tuyên truyền về phòng chống ma túy. Đây là mô hình phim ngắn được các bộ đoàn triển khai tổ chức. Yến nghĩa hưng là thành đoàn đã trao 20 xuất quà, mỗi xuất trị giá 300.000 đồng cho các học viên có ý thức học tập cải tạo tốt. Các đơn vị trực thuộc thành đoàn đã trao dụng cụ, trang phục thể thao, sách, tạp chí xuân cho các học viên. Chương trình nhằm tạo không khí vui tươi, ấm áp chào đón Xuân Tân Sửu 2021 cho các thanh thiếu niên đặc thù tạo cơ hội cho các học viên giao lưu vui chơi và phóng đấu tu dưỡng sàng luyện, nỗ lực cải tạo tốt để hòa nhập với cộng đồng. Dự kiến ngày 23 tháng 1, thành đoàn Đà Nẵng sẽ tiếp tục tổ chức chương trình này tại Trung tâm Giáo dục và Dạy nghề Bầu Bàng.